Xin kính chào quý vị và bà con. Bão số 1 vẫn đang giữ cường độ mạnh và di chuyển chủ yếu trách về phía bắc. Lúc 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở trên phía nam của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cách tỉnh Quảng Ninh vào khoảng là 380 km trách về hướng đông đông nam. Cường độ hiện tại của bão đang mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu là theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và đi thẳng vào đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc rồi suy yếu dần. Vùng nguy hiểm do bão ở trên Biển Đông trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 107,5 đến 113,5 độ Kinh Đông. Ngày hôm nay, thì với khu vực huyện đảo Cô Tô và Bạch Long Vĩ, gió sẽ mạnh dần lên ở mức là cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Độ cao sóng biển là từ 2 đến 4 mét biển động mạnh. Còn phía đông bắc vịnh Bắc Bộ thì có gió bão mạnh ở mức là cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Độ cao sóng là từ 3 đến 5 mét biển động rất mạnh. Với vùng biển từ Quảng Trị trở xuống đến Bình Thuận ra đến ngoài khơi giữa Biển Đông sẽ có gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Độ có sóng là từ 2 đến 4 mét biển động. Còn thời tiết khu vực vùng biển quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa dự báo ngày hôm nay sẽ có mưa rông, khả năng cao đi kèm, lốc xoáy và gió giật. Gió Tây Nam ở đây ở mức là cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Với thời tiết đất liền thì chiều nay hầu khắp trung bộ đều trong trạng thái là có nắng, duy trì một vài thành phố là có mưa xảy ra vào khoảng thời gian chiều tối. Nhiệt độ phổ biến từ đồng hới trở xuống đến Phan Thiết là từ 31 đến 34 độ, riêng hai điểm là Thanh Hóa và Vinh nắng nóng chạm ngưỡng 35 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo.